Địa tạng chim sát sáng nghi bản hùng hục. Cảnh lễ Phật. Nhất thiết cung kính, nhất tâm kính lễ thập phương hường trụ tam bảo, nghiêm trì hương hoa cúng dường như pháp, nguyện khói hương hôm này chiếm mãn khắp mười phương, cúng dường tất cả Phật tôn pháp các hiện thánh vô biên trong cõi Phật, lợi ích làm Phật sự tất cả Phật pháp tăng bảo thể hường biến mãn, đều hiện hữu khắp nơi, nguyện khiến hương hoa này đồng như các pháp tánh phổ hơn tất cả các cõi Phật, cúng dường làm Phật sự dụng cụ cúng dường tất cả mười phương, lúc nào cũng có. Hôm nay con xin đem tất cả hương hoa anh lạc tràng phan bảo cái, các trang sức quý báu vi diệu vô số, âm nhạc ánh sáng đèn nến ẩm thực y phục ngoạ cụ thuốc men trong mười phương, cho đến hết tất cả những dụng cụ trang nghiêm trong mười phương có để cúng dường, suy nghĩ đặt ra để phụng hiến cúng dường cho khắp cả chúng sanh trong các thế giới có người tu cúng dường. Hôm nay con tùy hỷ, nếu người chưa tu cúng dường nguyện được dẫn dắt khiến họ tu cúng dường, lại nguyện thân con nhanh chóng có thể biến khắp đến các cõi nước đối trước Phật pháp tăng cúng dường các loại dụng cụ trang nghiêm cho tất cả, cùng tất cả chúng sanh chắc trì hiến cúng, cúng dường tất cả pháp thân sắc thân của chư Phật, xá lợi hình tượng phù đồ háp miếu và tất cả các Phật sự, cúng dường tất cả pháp tạng và nơi huyết pháp, cúng dường tất cả hiền thánh tăng chúng, nguyện cúng dường như vậy đến với tất cả chúng sanh tu hành, dần dần được hành lục sáu ba la mật tứ vô lượng tâm, hiểu sâu tất cả pháp vốn tịch tịnh, không sanh không diệt, một vị bình đẳng rời niệm thanh tịnh, cứu cánh viên mãn, cúng dường xong tất cả cung kính khởi hỉnh tam bảo chư hiền, nhất tâm phụng hỉnh Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhất tâm phụng hỉnh Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhất tâm phụng hỉnh Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhất tâm phụng hỉnh Nam Mô Tỳ Bà Hy Đẳng Quá Khứ Thất Phật. Nhất tâm phụng hỉnh Nam Mô Tỳ Bà Hy Đẳng Quá Khứ Thất Phật. Nhất tâm phụng hỉnh Nam Mô Tỳ Bà Hy Đẳng Quá Khứ Thất Phật. Nhất tâm phụng hỉnh Nam Mô Phổ Quang Phật Đẳng Ngũ Tam Thập Phật. Nhất tâm phụng hỉnh Nam Mô Phổ Quang Phật Đẳng Ngũ Tam Thập Phật. Nhất tâm phụng hỉnh Nam Mô Phổ Quang Phật Đẳng Ngũ Tam Thập Phật. Nhất tâm phụng hỉnh Nam Mô Nhất Thiết Chư Phật Sở Hữu Sắc Thân Xá Lợi Hình Tượng. Nhất tâm phụng hỉnh Nam Mô Nhất Thiết Chư Phật Sở Hữu Sắc Thân Xá Lợi Hình Tượng Phù Đồ Miếu Hát Nhất Thiết Phật Sự. Nhất tâm phụng hỉnh Nam Mô Nhất Thiết Chư Phật Sở Hữu Sắc Thân Xá Lợi Hình Tượng Phù Đồ Miếu Hát Nhất Thiết Phật Sự. Nhất tâm phụng hỉnh Nam Mô Thập Phương Tam Thế Nhất Thiết Chư Phật. Nhất tâm phụng hỉnh Nam Mô Thập Phương Tam Thế Nhất Thiết Chư Phật. Nhất tâm phụng hỉnh Nam Mô Thập Phương Tam Thế Nhất Thiết Chư Phật. Nhất
tâm phụng hỉnh Nam Mô Chim Sát Nghiệp Báo Kinh Vi Diệu Pháp Tạng. Nhất tâm phụng hỉnh Nam Mô Chim Sát Nghiệp Báo Kinh Vi Diệu Pháp Tạng. Nhất tâm phụng hỉnh Nam Mô Chim Sát Nghiệp Báo Kinh Vi Diệu Pháp Tạng. Nhất tâm phụng hỉnh Nam Mô Học Vương Nhất Thiết Pháp Tạng. Nhất tâm phụng hỉnh Nam Mô Học Vương Nhất Thiết Pháp Tạng. Nhất tâm phụng hỉnh Nam Mô Học Vương Nhất Thiết Pháp Tạng. Nhất tâm phụng hỉnh Nam Mô Học Vương Nhất Thiết Hiền Thánh. Nhất tâm phụng hỉnh Nam Mô Học Vương Nhất Thiết Hiền Thánh. Nhất tâm phụng hỉnh Nam Mô Học Vương Nhất Thiết Hiền Thánh. Nhất tâm phụng hỉnh Nam Mô Kiên Tịnh Tính Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm phụng hỉnh Nam Mô Kiên Tịnh Tính Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm phụng hỉnh Nam Mô Kiên Tịnh Tính Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm phụng hỉnh Nam Mô Biên Kiết Bồ Tát Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm phụng hỉnh Nam Mô Biên Kiết Bồ Tát Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm phụng hỉnh Nam Mô Biên Kiết Bồ Tát Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm phụng hỉnh Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm phụng hỉnh Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm phụng hỉnh Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm phụng hỉnh Phạm Thính Tứ Vương Thiên Long Bát Bộ Tăng Già Lam Nội Hộ Chánh Pháp Giả Nhất Thiết Thánh Chúng. Nhất tâm phụng hỉnh Phạm Thích Tứ Vương Hiên Long Bát Bộ Tăng Già Lam Nội Hộ Pháp Hộ Chánh Pháp Giả Nhất Thiết Thánh Chúng. Nhất tâm phụng hỉnh Phạm Thích Tứ Vương Hiên Long Bát Bộ Tăng Già Lam Nội Hộ Chánh Pháp Giả Nhất Thiết Thánh Chúng. Duy nguyện Đức Thích Ca Từ Phụ Hất Phật Thế Tôn Ngũ Học Tam Phật tất cả các bậc giác ngộ tha tâm đạo nhãn thấy nghe vô ngại hần thông tự tại quan lâm đạo tràng nhiếp hữu chúng con khiến hành tịnh tính. Duy nguyện Đức Thích Ca Từ Phụ Hất Phật Thế Tôn Ngũ Học Tam Phật tất cả các bậc giác ngộ tha tâm đạo nhãn thấy nghe vô ngại hồng thông tự tại quan lâm đạo tràng nhiếp hữu chúng con khiến hành tịnh tính. Duy nguyện Đức Thích Ca Từ Phụ Hất Phật Thế Tôn Ngũ Học Tam Phật tất cả các bậc giác ngộ tha tâm đạo nhãn thấy nghe vô ngại hồng thông tự tại quan lâm đạo tràng nhiếp hữu chúng con khiến hành tịnh tính. Chim sát hiện ác nghiệp báo tôn kinh tất cả mười phương pháp tạng thanh tịnh cùng chân pháp tánh sung mãn hư không hiển hiện hiện đạo tràng nhận con cúng dường. Chim sát hiện ác nghiệp báo tôn kinh tất cả mười phương pháp tạng thanh tịnh cùng chân pháp tánh sung mãn hư không hiển hiện đạo tràng nhận con cúng dường. Chim sát hiện ác nghiệp báo tôn kinh tất cả mười phương pháp tạng thanh tịnh cùng chân pháp tánh sung mãn hư không hiển hiện đạo tràng nhận con cúng dường. Kiên Tịnh Tính Bồ Tát Biến Kiết Bồ Tát Quán Thế Âm Bồ Tát Đẳng Học Phương Nhất Thiết Hiền Thánh Không Xả Từ Bi Quang Lâm Pháp Tọa Hương Xót Ủng Hộ Chứng Minh Hành Pháp Của Con. Kiên Tịnh Tính Bồ Tát Biến Kiết Bồ Tát Quán Thế Âm Bồ Tát Đẳng Học Phương Nhất Thiết Hiền Thánh Không Xả Từ Bi Quang Lâm Pháp Tọa Hương Xót Ủng Hộ Chứng Minh Hành Pháp Của Con. Kiên Tịnh Tính Bồ Tát Biến Kiết Bồ Tát Quán Thế Âm Bồ Tát Đẳng Học Phương Nhất Thiết Hiền Thánh Không Xả Từ Bi Quang Lâm Pháp Tọa Hương Xót Ủng Hộ Chứng Minh Hành Pháp Của Con. Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát là bậc cứu thế, là bậc đại trí, luôn dùng lời nhẹ nhàng an ủi khiến cho con mau trừ chướng ngại, tăng trưởng lòng tin hiểu sâu chắc,
Đại từ đại bi không trái hệ nguyện, phóng đại quang minh tròn đầy sở nguyện cho con. Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát là bậc cứu thế, là bậc đại trí, luôn dùng lời nhẹ nhàng an ủi khiến cho con mau trừ chướng ngại, tăng trưởng lòng tin hiểu sâu chắc. Đại từ đại bi không trái hệ nguyện, phóng đại quang minh tròn đầy sở nguyện cho con. Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát là bậc cứu thế, là bậc đại trí, luôn dùng lời nhẹ nhàng an ủi khiến cho con mau trừ chướng ngại, tăng trưởng lòng tin hiểu sâu chắc. Đại từ đại bi không trái hệ nguyện, phóng đại quang minh tròn đầy sở nguyện cho con. Hộ pháp Thiên Long và Lam Chơn Tể tùy thuận lời thỉnh của con, giữ vững đạo tràng, khiếp sợ các ma chướng thị hiện kiết tường, khiến sở tu của con tự tại thành tựu. Hộ pháp Thiên Long và Lam Chơn Tể tùy thuận lời thỉnh của con, giữ vững đạo tràng, khiếp sợ các ma chướng thị hiện kiết tường, khiến sở tu của con tự tại thành tựu. Hộ pháp Thiên Long và Lam Chơn Tể tùy thuận lời thỉnh của con, giữ vững đạo tràng, khiếp sợ các ma chướng thị hiện kiết tường, khiến sở tu của con tự tại thành tựu. Tán lễ Tam Bảo, còn nghe khắp mười phương công đức chân học vô biên, độ thoát các hữu tình tâm hoan hỷ, kính lễ từng tu vô lượng phước nay được lễ Thế Tôn, nguyện trong vô lượng kiếp hường tu pháp cúng dường, nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Quá Khứ Tỳ Bà Hy Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Hy Khí Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Câu Lưu Tôn Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Câu Na Hàm Mâu Ni Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Ca Diếp Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Phổ Quang Phật. Đảnh lễ Nam Mô Phổ Minh Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Phổ Tịnh Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đà Ma La Bạt Chiên Đàn Hương Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Chiên Đàn Quang Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Ma Ni Tràng Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Ma Ni Bảo Tích Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Nhất Thiết Thế Gian Nhạo Kiến Thượng Đại Tinh Tấn Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Ma Ni Tràng Đăng Quang Phật.
tâm đảnh lễ Nam Mô Huệ Cự Chiếu Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Hải Đức Quang Minh Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Kim Cang Lao Cường Phổ Tán Kim Quang Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đại Cường Tinh Tấn Dẫn Mãnh Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đại Bi Quang Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Từ Lực Vương Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Từ Tạng Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Chiên Đàn Khốt Trang Nghiêm Thắng Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Hiền Thiện Hữu Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Hiện Ý Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Quảng Trang Nghiêm Vương Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Kim Hoa Quang Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Bảo Cái Chiếu Không Tự Tại Lực Vương Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Hư Không Bảo Hoa Quang Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Lu Ly Trang Nghiêm Vương Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Phổ Hiện Sắc Thân Quang Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Bất Động Trí Quang Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Hàng Phục Chúng Ma Vương Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Tài Quang Minh Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Trí Huệ Thắng Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Di Lặc Tiên Quang Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Hiện Tịch Nguyệt Âm Diệu Tôn Trí Vương Phật.
tâm đảnh lễ Nam Mô Thế Tịnh Quang Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Long Chủng Thượng Tôn Vương Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Nhật Nguyệt Quang Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Nhật Nguyệt Châu Quang Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Huệ Tràng Thắng Vương Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Sư Tử Hậu Tự Tại Lực Vương Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Diệu Âm Thắng Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Hường Quang Tràng Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Quan Thế Đăng Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Huệ Ai Đăng Vương Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Pháp Thắng Vương Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Tu Di Quang Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Tu Ma Na Hoa Quang Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô U Đàm Bát La Hoa Hù Thắng Vương Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đại Huệ Lực Vương Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô A Xúc Tỳ Hoan Hỷ Quang Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Vô Lượng Âm Thanh Vương Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Tài Quang Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Kim Hải Quang Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vương Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đại Thông Quang Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Nhất Thiết Phàm Pháp Tràng Mãn Vương Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đông Phương Nhất Thiết Chư Phật Sở Hữu Sắc Không Xá Lợi Hình Tượng Phù Đồ Miếu Pháp Nhất Thiết Phật Sự. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đông Nam Phương Nhất Thiết Chư Phật Sở Hữu Sắc Không Xá Lợi Hình Tượng Phù Đồ Miếu Pháp Nhất Thiết Phật Sự. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Nam Phương Nhất Thiết Chư Phật Sở Hữu Sắc Không Xá Lợi Hình Tượng Phù Đồ Miếu Pháp Nhất Thiết Phật Sự.
tâm đảnh lễ Nam Mô Tây Nam Phương Nhất Thiết Chư Phật Sở Hữu Sắc Không Xá Lợi Hình Tượng Phù Đồ Miếu Pháp Nhất Thiết Phật Sự. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Tây Phương Nhất Thiết Chư Phật Sở Hữu Sắc Không Xá Lợi Hình Tượng Phù Đồ Miếu Pháp Nhất Thiết Phật Sự. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Tây Bắc Phương Nhất Thiết Chư Phật Sở Hữu Sắc Không Xá Lợi Hình Tượng Phù Đồ Miếu Pháp Nhất Thiết Phật Sự. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Bắc Phương Nhất Thiết Chư Phật Sở Hữu Sắc Không Xá Lợi Hình Tượng Phù Đồ Miếu Pháp Nhất Thiết Chư Phật Sự. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đông Bắc Phương Nhất Thiết Chư Phật Sở Hữu Sắc Không Xá Lợi Hình Tượng Phù Đồ Miếu Pháp Nhất Thiết Phật Sự. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Hạ Phương Nhất Thiết Chư Phật Sở Hữu Sắc Không Xá Lợi Hình Tượng Phù Đồ Miếu Pháp Nhất Thiết Phật Sự. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Hượng Phương Nhất Thiết Chư Phật Sở Hữu Sắc Không Xá Lợi Hình Tượng Phù Đồ Miếu Pháp Nhất Thiết Phật Sự. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Hợp Phương Tam Thế Nhất Thiết Chư Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Hợp Phương Tam Thế Nhất Thiết Phật Chư Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Hợp Phương Tam Thế Nhất Thiết Chư Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Hợp Phương Nhất Thiết Pháp Tạng. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Hợp Phương Nhất Thiết Pháp Tạng. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Hợp Phương Nhất Thiết Pháp Tạng. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Chim Sát Hiện Ác Nghiệp Báo Kinh Vi Diệu Pháp Tạng. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Hợp Phương Nhất Thiết Hiền Thánh. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Hợp Phương Nhất Thiết Hiền Thánh. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Hợp Phương Nhất Thiết Hiền Thánh. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Kim Tịnh Tính Bồ Tát. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Kim Tịnh Tính Bồ Tát. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Kim Tịnh Tính Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Biên Kiết Bồ Tát Quán Thế Âm Bồ Tát. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Biên Kiết Bồ Tát Quán Thế Âm Bồ Tát. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Biên Kiết Bồ Tát Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Tu hành sám hối, con cùng chúng sanh từ vô hỷ đến nay hưởng vì ba nghiệp sáu căn và trọng tội làm chướng ngại nên không thấy được chư Phật, không biết xuất ly sanh tử, hụng heo sanh tử, không biết giáo lý vi diệu. Ngày nay tuy đã biết nhưng do con và chúng sanh đều bị tất cả tội nặng làm chướng ngại, hôm nay xin đối trước Bồ Tát Địa Tạng Hợp Phương chư Phật rộng vì tất cả chúng sanh mà quy y sám hối, duy nguyện chư Phật từ bi gia hộ khiến chúng con tội chướng tiêu diệt. Rộng vì tất cả chúng sanh khắp pháp giới đều nguyện đoạn trừ ba chướng quy y sám hối. Con cùng chúng sanh từ vô hỷ đến nay đều do ham ái kiến chấp trong lòng suy tính ngã nhân, ngoài thêm bạn xấu, không tùy hỷ người, không có chút thiện niệm, vì chỉ có ba nghiệp tạo ra nhiều tội chướng. Việc tuy không rộng nhưng ác tâm lan tràn, ngày đêm liên tục không hề gián đoạn, lại phạm lỗi lầm không muốn người chết, không muốn lại phạm lỗi lầm không muốn người biết, không sợ ác đạo, không tàm, không quý, không biết nhân quả. Vì thế ngày nay con cùng chúng sanh thầm tính nhân quả, sanh lòng hổ hẹn, luôn luôn sợ hãi, phát lộ sám hối, đoạn tâm tương tục, phát tâm bồ đề đoạn ác tu hiện, tinh cần sách tấn ba nghiệp sửa đổi tội nặng trong quá khứ, tùy hỷ phàm thánh dù chút thiện nhỏ,
Nguyện mười phương Phật có đại trí tuệ có thể cứu bạc cho con cùng tất cả chúng sanh từ trong biển sanh tử vô tận đến bờ của tam đức. Từ vô hỷ đến nay không biết tánh của các pháp vốn không tịch nên tạo nhiều tội ác, nay biết không tịch cầu đạo Bồ Đề nguyện độ chúng sanh, rộng tu các điều hiện đoạn tất cả điều ác, duy nguyện hết thảy tam bảo Địa Tạng Bồ Tát từ bi nhiếp họ nghe con sám hối. Đệ tử chúng con pháp danh là Chân Tịnh Phước, chí tâm sám hối con cùng chúng sanh tự tánh thanh tịnh, cảnh giới chân học đồng thể chư Phật, vô minh si ám huân tập nhân duyên, hiện cảnh giới vọng khiến sanh tham trước, so tính ta và của ta, huân tập các ác pháp sáu căn ba nghiệp tạo nhiều tội chướng, thập ác ngũ nghịch trọng nan khinh giá, chướng tuệ chướng định chướng chư giới phẩm, dẫn đến luân hồi khổ hải mãi không có ngày ra khỏi. Giả như muốn tu hành nhưng quá nhiều nghi chướng, hoặc bị loạn ngoại ma quấy nhiễu, hoặc gặp tà kiến không đủ trợ duyên, tính tâm không hành, nay gặp Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát dùng lời nhẹ nhàng an ủi, khai phá mê mờ cho con, rửa sạch tâm tư cầu ai sám hối, duy nguyện thập phương chư đại từ tôn chứng tri hộ niệm, nay con sám hối hề không tái phạm, nguyện con cùng hết thảy chúng sanh nhanh được trừ diệt từ vô lượng kiếp đến nay, mười ác bốn trọng ngũ nghịch điên đảo, hủy bán tam bảo, tội nhất xỉn đề, tội tánh như vậy vốn là không tịch, nhưng từ hư vọng khởi tâm điên đảo chưa có định học mà có thể chứng đắc. Nguyện tất cả chúng sanh mau đạt bổn tâm vĩnh viễn, diệt trừ tội căn, sám hối xong quy mạng lễ tam bảo, phát nguyện và khuyến hỉnh đệ tử chúng con pháp danh là Chân Tịnh Phước, chí tâm khuyến hỉnh nguyện khiến hết thảy Bồ Tát trong mười phương chưa hành chánh giác, nguyện mau hành chánh giác, nếu đã hành chánh giác nguyện thường trú tại thế, vận chuyển bánh xe pháp phong nhập niết bàn. Khuyến hỉnh xong quy mạng lễ tam bảo, phát nguyện tùy hỷ đệ tử chúng con pháp danh là Chân Tịnh Phước, chí tâm tùy hỷ nguyện cho con và tất cả chúng sanh xả bỏ rốt ráo vĩnh viễn tâm đố kỵ đối với tất cả công đức tu học và hành tụ của các cõi nước trong ba đời hải đều tùy hỷ. Tùy hỷ xong quy mạng lễ tam bảo, phát nguyện hồi hướng đệ tử chúng con pháp danh là Chân Tịnh Phước, chí tâm hồi hướng nguyện đem tất cả công đức mà con tu được làm lợi ích cho tất cả chúng sanh, đồng hướng đến trí Phật, đến thành niết bàn. Hồi hướng xong quy mạng lễ tam bảo, đệ tử chúng con pháp danh là Chân Tịnh Phước, chí tâm phát nguyện nguyện mười phương tam bảo Địa Tạng từ tôn thương xót hộ trì cứu bạc chủng tế, khiến đất nước này tiêu trừ hiên tai động loạn, chánh pháp lưu hồng khắp cả đều sanh tịnh tính, không có các chướng ngại, vĩnh viễn đoạn trừ tà ma, con và chúng sanh mau chóng diệt trừ trọng tội hiện đời, ra khỏi sầu bi khổ não, cuộc sống sung túc, tam tu giới căn rút ráo thanh tịnh, hai loại quán đạo ưng niệm hiện tiền, tam muội tổng trì hằng không phương tiện tứ nhiếp lục độ tất cả đều viên hành, liễu ngộ tự tâm cảnh giới chân học, xả thân vào thế giới khác, sanh tại Phật tiền đối diện Di Đà, hỷ giả chư Phật được Phật họ ký trở lại trần lao phổ độ quần mê đồng quy mặt tạng tam quy y, tự quy y Phật, xin nguyện chúng sanh thể heo đạo cả phát lòng vô hượng. Tự quy y pháp, xin nguyện chúng sanh thấu rõ kinh tạng trí tuệ như biển. Tự quy y tăng, xin nguyện chúng sanh thống lý đại chúng hết thảy không ngại hòa nam thánh chúng. Ha ha, Bồ Tát Mô Đi Sô ha ha.